Ví dụ như ở đây mình đang đo được là 2,4V, tín hiệu rất là tốt nha các bạn. Và 4 đèn LED cũng đang sáng. Nếu mà chúng ta di chuyển gọi là điều chỉnh mắt phát lệch hướng đi thì điện áp sẽ giảm dần nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video của Điện tử DT. Ở bên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khui hộp và test thử bộ hàng rào chống trộm hồng ngoại 4 tia ABH250. Và theo thông số nhận xuất thì bộ này sẽ bao gồm 4 tia cảm biến và khoảng cách nhận sóng tối đa có thể lên đến là 250m với độ ra là dạng tiếp điểm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khui hộp và test thử bao gồm các chức năng cũng như là test thử nguyên lý hoạt động của cái bộ cảm biến này nha. Nhìn ngoại quan phía bên ngoài thì mắt phát và mắt khui sẽ tương tự như nhau nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một sổ hướng dẫn bằng tiếng Anh, bao gồm là cách lắp, cách điều chỉnh cũng như là các ký hiệu có trên cảm biến. Và một túi bao gồm các gá đỡ cũng như là ốc vít để chúng ta lắp vào tường hoặc là các trụ rào. Và như đây thì chúng ta sẽ bao gồm có một đầu phát và một đầu hưu. Nhìn ngoại quan phía bên ngoài thì đầu phát và đầu hưu sẽ tương tự như nhau. Để biết được đầu nào là đầu phát và đầu nào là đầu hưu thì chúng ta sẽ cần tháo bên trong ra nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần một tua vít để tháo nắp của cảm biến ra. Nắp của cảm biến sẽ có chức năng là bảo vệ các phần bên trong của cảm biến cũng như là chống bụi và chống bị nhiễu nha các bạn. Chúng ta chỉ cần xả ốc này lỏng ra và kéo phần trên ra là được nha. Và đây khi chúng ta tháo nắp của cảm biến ra thì chúng ta sẽ quan sát được phần nào là phần phát và phần nào là phần hưu. Đối với phần phát thì sẽ có hai bóng đèn LED màu xanh này thôi nha các bạn. Còn đối với phần hưu thì sẽ có bao gồm là 5 LED để hiển thị các trạng thái của mức độ hưu cũng như là dạng tín hiệu. Và phía bên trên sẽ có các domino được ký hiệu như là 1, 2 ở cả hai mắt phát và mắt hưu, là vị trí mà chúng ta sẽ cấp nguồn, được ký hiệu là power đây, cũng ký hiệu là cộng trừ. Ở đây thì cảm biến sẽ hoạt động ở điện áp là DC 13,8 cho đến 24V hoặc là AC từ 11 cho đến 18V, chúng ta sẽ sử dụng trong giải điện áp này được nha. Và bên cạnh chân 345 ở bên phần mắt khu sẽ có ký hiệu là lam. Ở đây thì chúng ta sẽ có tiếp điểm đầu ra, và 67 là hai tiếp điểm của công tắc hành trình. Công tắc hành trình này sẽ liên quan đến phần nắp của cảm biến. Khi chúng ta đậy nắp thì công tắc hành trình này sẽ đóng lại và hai tiếp điểm này sẽ đóng lại. Còn khi mà chúng ta tháo ra thì công tắc hành trình sẽ hở ra và hai tiếp điểm 67 sẽ hở ra nha các bạn. Như vậy thì chúng ta có thể ứng dụng vào để báo động hoặc là báo tín hiệu khi mà nắp được mở hoặc là lắp lại nha các bạn. Tùy vào ứng dụng chúng ta, hoặc là chúng ta không sử dụng hai tiếp điểm 67 này cũng được. Và ở bên phải là mắt phát thì tiếp điểm 345 thì sẽ không sử dụng nha các bạn. Chúng ta sẽ không cần sử dụng đến 345 này. Còn 67 thì cũng tương tự, khi chúng ta đậy nắp lại thì công tắc hành trình sẽ chạm và 67 này sẽ ngắn mạch lại nha. Và đây thì chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ có 4 mắt phát và 4 mắt hưu. Và chúng ta có thể điều chỉnh qua lại. Và hướng lên hướng xuống của cảm biến bằng cách là điều chỉnh cái nấm này nha các bạn. Và phía bên cạnh của mắt khu sẽ có một chiếc áp dùng để điều chỉnh từ 1 cho đến 6. Ở đây tương ứng với lại độ nhạy, nôm na dễ hiểu hơn là độ phản xạ của cảm biến. Và phía bên cạnh sẽ có hai điểm để chúng ta đưa que đo của đồng hồ đo, được ký hiệu là lever. Ở đây thì chúng ta sẽ đo điện áp ở phía đầu ra hai điểm này, tương ứng với điện áp trong sổ hướng dẫn để có mức tín hiệu ổn và tốt nhất nha. Ví dụ bây giờ thì mình sẽ sử dụng nguồn 12V DC để cấp nguồn cho cả hai mắt phát và mắt khu vào power cộng và power trừ này. Và đây khi mình lắp và cấp nguồn thì trên mắt phát sẽ có hiển thị là đèn báo nguồn nha các bạn. Còn trên mắt khu sẽ có 4 đèn LED hiển thị cường độ cũng như là chất lượng của tín hiệu. Như đây khi mình hướng cái mắt phát ra bên ngoài thì cường độ cũng như là chất lượng của tín hiệu sẽ giảm xuống từ 1 cho đến 4 nha các bạn, 4 là cao nhất. Và một đèn LED được ký hiệu là alarm ở đây thì sẽ hiển thị trạng thái đóng mở của tiếp điểm delay ở phía trên. Ví dụ thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh
mắt phát và mắt khu sẽ hướng vào nhau nha. Trên thực tế thì chúng ta sẽ lắp làm sao cho mắt phát và mắt khu hướng vào nhau, sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh nha các bạn. Và ở đây mình sẽ thử lấy tay mình che thử mắt phát hoặc là mắt khu của cảm biến, thì ở đây sẽ không có trạng thái thay đổi nha các bạn. Do tầm quét cũng như là tầm hu của cảm biến khá là lớn cho nên chúng ta sẽ cần một vật lớn hơn chen vào giữa để cảm biến có thể nhận diện được nha. Và đây mình sẽ lấy thử một tấm bìa để ngăn giữa mắt phát và hu của cảm biến. Ở đây thì chúng ta sẽ cần ngăn cùng một lúc 4 mắt phát và mắt hu của cảm biến. Nếu mà chúng ta ngăn một trong 4 của cảm biến hoặc là 3 cảm biến thì mắt hu của cảm biến vẫn nhận diện được nha. Vì vậy thì để vật di chuyển ngang cần che chắn hết 4 mắt của cảm biến thì cảm biến mới nhận diện nha. Và đèn trạng thái alarm tương ứng với lại tiếp điểm alarm có trên mắt khu. Ví dụ đèn alarm đang tắt thì chân 34 sẽ ngắn mạch với nhau tương ứng với lại tiếp điểm hường đóng được ký hiệu có trên cảm biến. Và khi ngược lại, khi đèn alarm sáng thì chân 35 sẽ ngắn mạch lại với nhau là chân hường hở. Như vậy là tùy thuộc vào thiết bị mà chúng ta lắp cũng như là chức năng mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ đấu chân 345 này cho phù hợp. Chân 3 là chân chung nha. Và ví dụ bây giờ mình sẽ để đồng hồ ở đo ở chức năng không mạch và mình sẽ đưa hai que đo vào chân số 3 và chân số 5 để cho các bạn dễ hình dung nha. Và chiếc áp bên phải thì chúng ta có thể điều chỉnh độ nhạy, độ phản xạ của cảm biến, tức là tốc độ di chuyển của vật cản nha. Ví dụ như chúng ta để ở vị trí số 1 là dặn hết về phía bên trái ngược kim đồng hồ thì độ nhạy cũng như là độ phản xạ sẽ nhanh nhất, có nghĩa là vật thể di chuyển nhanh thì cảm biến cũng vẫn nhận nha. Còn khi mà chúng ta tăng dần lên tối đa là ở vị trí số 6 thì khi mà vật di chuyển quá nhanh, ví dụ như chiếc lá rơi thì cảm biến cũng sẽ không nhận, để tránh gây bị nhiễu. Tùy vào ứng dụng cũng như là mức độ mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ như ở đây mình đang để là ở vị trí số 1, khi mình dặn hết về phía bên trái ngược chiều kim đồng hồ như vậy là chúng ta thấy là vật di chuyển khá nhanh thì cảm biến vẫn nhận diện và đóng tiếp điểm nha. Bây giờ mình sẽ tăng dần lên, ở ví dụ ở đây thì mình sẽ tăng lên tối đa là 6 luôn. Và như vậy là khi mình tăng lên 6, khi mà vật di chuyển quá nhanh thì cảm biến sẽ không nhận nha các bạn. Trừ khi nào vật di chuyển hơi chậm hơn một tí thì cảm biến sẽ nhận diện nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ căn chỉnh cường độ tín hiệu tốt nhất cho cảm biến. Cái đầu tiên thì chúng ta có thể quan sát 4 đèn LED. Nếu mà đèn LED đang full như thế này, có nghĩa là cường độ tín hiệu đang tốt nhất nha. Và cách thứ hai chính xác hơn thì chúng ta sẽ có đồng hồ VOM và chúng ta sẽ chuyển sang hàng đo DC. Ở đây mình đặt là 20. Và que đỏ thì chúng ta sẽ đặt vào nơi có ký hiệu là cộng. Và que đen thì là trừ. Và lúc này thì mình sẽ quan sát điện áp đang hiển thị trên đồng hồ VOM. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh mắt phát của cảm biến hướng đối diện với lại mắt khu. Và đây trên giấy hướng dẫn cũng sẽ có nốt lại là khi chúng ta đặt hai cảm biến ở vị trí là từ 50 cho đến 100m thì điện áp đo được ở cổng này trên 1.6V là tín hiệu tốt nhất nha. Và khoảng cách là từ 150 cho đến 200m thì điện áp là từ 1.4 cho đến 1.6. Còn khoảng 250m thì là từ 1.2 cho đến 1.3V là đường tín hiệu đã được tốt nhất rồi nha. Ví dụ như ở đây mình đang đo được là 2.4V, tín hiệu rất là tốt nha các bạn. Và 4 đèn LED cũng đang sáng. Nếu mà chúng ta di chuyển hoặc là điều chỉnh mắt phát lệch hướng đi thì điện áp sẽ giảm dần nha các bạn.
Do ở đây mình đặt khá gần cho nên cường độ sóng rất là tốt nha các bạn. Còn khi mà chúng ta đặt xa ra một tí thì cường độ sóng chúng ta phải căn chỉnh cho chính xác hơn. Như vậy là bằng cách là chúng ta đặt đồng hồ đo VOM hoặc là chúng ta quan sát LED tín hiệu có trên mắt khu thì chúng ta có thể căn chỉnh cường độ tín hiệu tốt cho cảm biến. Và như vậy là bằng việc chúng ta sử dụng tiếp điểm của cảm biến kết hợp với lại mạch rễ, cầu báo động hoặc là kết hợp với lại bộ điều khiển trung tâm thì chúng ta có thể ứng dụng vào chống trộm hoặc là báo tín hiệu. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.